Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, phòng thờ là nơi quan trọng trong mọi gia đình bởi đây là nơi để giữ gìn cũng như là tưởng nhớ về công lao của ông bà tổ tiên ta. Việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Qua đó, con cháu thể hiện được lòng thành kính tới người đã khuất. Không chỉ như vậy, đây còn là ý niệm là nơi để ông bà tổ tiên về tụ họp với con cháu. Vì lẽ đó mà không gian để đặt bàn thờ rất được coi trọng, cần được để ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ. Bên cạnh đó thì kích thước bàn thờ hợp với phong thủy so với chọn hướng và vị trí bàn thờ theo tuổi thì việc chọn kích thước bàn thờ theo tuổi có quan trọng và giúp đem lại tài lộc may mắn cho mọi người hay không? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về kích thước của bàn thờ chuẩn phong thủy ngay sau đây. Quy tắc chung chọn đặt bàn thờ gia tiên hợp với phong thủy. Hiện nay thì có hai loại bàn thờ được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, đó là bàn thờ treo trên tường và tủ thờ. Khi chọn bàn thờ thì bạn cần phải chú ý đến chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của bàn thờ. Bạn nên lựa chọn cho mình các kích thước theo đúng tỷ lệ của ngôi nhà sao cho kích thước này rơi được vào các cung cát của kích thước lố ban là đạt chuẩn yêu cầu. Với kinh nghiệm lâu năm và cùng với kiến thức được chia sẻ bởi các thầy phong thủy uy tín thì việc chọn kích thước bàn thờ theo lỗ ban là cần thiết và có quy định hẳn hoi. Nhưng việc chọn kích thước bàn thờ theo tuổi thì lại không quan trọng. Không có một thuyết phong thủy nào quy định về kích thước bàn thờ theo tuổi. Bạn có thể tùy ý chọn kích thước bàn thờ mà không cần phải quan tâm đến độ tuổi của gia chủ là bao nhiêu. Quan trọng là bạn phải chú ý tới 3 điều sau. Thứ nhất là kích thước bàn thờ theo thước lỗ ban đã có quy định về chiều dài, rộng, cao của bàn thờ theo quy chuẩn thước lỗ ban. Thứ hai, đặt bàn thờ theo tuổi Đông, Tây, Nam. Thứ ba là đọc kỹ bài phía dưới để nắm được những quy tắc nên làm và tránh khi bố trí phòng thờ. Những nguyên tắc cần phải làm và tránh khi đặt bàn thờ gia tiên. Chọn kích thước bàn thờ theo thước lỗ ban. Chỉ cần thêm một chút họa tiết tinh xảo và bắt mắt cùng với vị trí và hướng đặt bàn thờ hội tụ đủ hai yếu tố tọa cát và hướng cát, vị trí đẹp, trang trọng cùng với hướng đón năng lượng tốt lành và tránh năng lượng xấu là gia đình bạn có thể gặp được nhiều điều tốt lành và tài vượng. Với bàn thờ treo tường thì kích thước bàn thờ được đo theo thước lỗ ban sẽ luôn xác định rơi vào cung đẹp cho từng tiêu chuẩn về chiều sâu, chiều rộng, với ý nghĩa mang lại thịnh vượng, tài lộc, hỷ sự đúng như mong muốn của gia chủ. Lựa chọn kích thước bàn thờ treo tường theo thước lỗ ban, chiều sâu 480mm tượng trưng cho hỷ sự và chiều dài 880m tượng trưng cho tiến bảo. Chiều sâu là 495mm và chiều rộng là 950mm đều mang ý nghĩa tài vượng. Chiều sâu 560mm, chiều rộng 950mm cũng mang lại ý nghĩa tài vượng cho gia chủ. Chiều sâu 610mm tượng trưng cho tài lộc và chiều rộng 1070mm với ý nghĩa quý tử. Những kích thước này thì bàn thờ có thể để được những đồ thờ cúng cần thiết như là lư hương, chân nến, mâm ngũ quả, bình hoa mà vẫn gọn nhẹ, mang đến nhiều tài lộc may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Kích thước tủ thờ khác so với bàn thờ treo tường ở chỗ việc lựa chọn chiều cao tủ thờ là một điều vô cùng quan trọng và thường được đóng theo kích thước lỗ ban có chiều cao thống nhất chung là 127cm. Đây là chiều cao vừa đủ giữ sự tôn nghiêm nơi không gian thờ cúng và cũng thuận tiện trong quá trình sử dụng khi bày đồ lễ, thắp hương hay là lau chùi quét dọn tủ thờ. Lựa chọn kích thước tủ thờ hợp với phong thủy. Đối với chiều ngang tủ thờ khác nhau phù hợp cho từng không gian ngôi nhà khác nhau. Chiều ngang 107cm với kích thước tủ thờ này thì phù hợp cho các căn hộ diện tích nhỏ. Chiều sâu nên để 48cm hoặc là tối đa là 61cm, không nên để sâu hơn vì nhìn sẽ mất cân đối. Chiều ngang 127cm, 133cm, đây là các mẫu bàn thờ nhỏ gọn, chiều sâu có thể lựa chọn là 61cm hoặc là 67cm. Chiều ngang 148cm, 153cm, 167cm, kích thước này thì phù hợp cho không gian thờ có diện tích trung bình. Chiều sâu dành cho kích thước này có thể chọn 61cm, 67cm, 69cm. Chiều ngang 175cm, 193cm dành cho các không gian thờ cúng có diện tích lớn hơn. Chiều sâu thì nên để 81, 87, 88 và 89cm. Nhìn chung thì việc chọn kích thước bàn thờ còn phụ thuộc vào nhiều kích thước không gian trong phòng thờ của nhà bạn để có thể lựa chọn
kích cỡ tủ thờ sao cho phù hợp nhất. Ngoài kích thước bàn thờ thì bạn cần quan tâm tới vị trí của cửa chính, bởi đây là lối dẫn khí vào nhà, sự suy vượng, lành hay là dữ ảnh hưởng nhiều đến phong thủy nhà ở. Đặt bàn thờ theo hướng và tọa nhà. Việc bạn cần làm là đặt biểu đồ bát quái theo tuổi của bạn vào giữa tâm của ngôi nhà và bắt đầu phân tích tuổi của bạn thì hợp với hướng nào, vị trí đặt ở đâu là hợp lý. Một số hướng tốt: xanh khí làm tăng tài lộc cho gia chủ, có nhiều của cải, công việc ổn định, khách khứa tới đông. Thiên y, nếu vợ chồng cùng mang được cung này và tạo ra nhà cửa ở phương này thì mọi thứ dễ gặp thuận lợi, không những thế bệnh tật tiêu tan, xúc vật đại vương. Phước đức, vợ chồng cùng mang lại cung này, đường ra vào nhà hay là bếp quay về hướng phước đức, có nhiều của ăn của để, trung phúc, lục xúc được đại vượng. Phục vị, nếu vợ chồng cùng mang cung này sẽ thọ và sinh được nhiều con gái. Một số hướng xấu: tuyệt mạng, bổn mạng phạm phải cung này dễ bị bệnh tật, bị người đời mưu hại, ngũ quỷ có thể bị hỏa hoạn, khẩu thiệt, ruộng vườn mất mùa. Lục sát, nếu hướng nhà nằm phải hướng này thì gia chủ sẽ phải thường xuyên mất của, cái vã, hao mòn thể trạng. Họa hại, hướng nhà phạm vào thì gia chủ sẽ bị khẩu thiệt, bệnh tật, của cải tiêu tan. Cách chọn hướng bàn thờ theo tuổi mệnh chủ giúp đem lại tài lộc, vận may cho gia đình. Sinh mạng của mỗi người là khác nhau cho nên nhà ở kiêng kỵ cũng khác nhau. Vì thế mỗi người sẽ có một quẻ trạch, một quẻ mệnh không giống nhau. Người ta thường căn cứ vào hai loại quẻ này để chọn nhà. Quẻ mệnh lấy năm sinh làm chuẩn. Quẻ mệnh có hai loại, đó là đông tứ mệnh, người thuộc mệnh thủy, mộc, hỏa. Tây tứ mệnh, người thuộc mệnh thổ, kim. Hướng đông, đông nam, nam bắc sẽ thuộc đông tứ trạch, còn hướng tây, tây bắc, đông bắc, tây nam sẽ thuộc tây tứ trạch. Trong đó người đông tứ mệnh sẽ ở đông tứ trạch, người tây tứ mệnh sẽ ở tây tứ trạch. Nếu hiểu và làm được những điều như trên thì sinh cát và ngược lại sẽ sinh hung. Lưu ý, quẻ mệnh sẽ lấy theo người chủ trong nhà. Nếu phong thủy hợp với chủ nhà thì có nhiều tài lộc, may mắn và ngược lại. Ngoài những ý chính quan trọng trên thì còn có những mẹo nhỏ cần phải lưu ý sau. Bàn thờ không nên đặt ngược với hướng nhà, bàn thờ xung với cửa ảnh hưởng tới sức khỏe của cả gia đình. Cấm kỵ đặt bàn thờ gần phòng bếp, vệ sinh hay là không gian ồn ào. Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang dầm nhà, tránh đặt bàn thờ ở nơi có gió và nắng chiếu trực tiếp vào, không nên đặt bàn thờ ngay cửa ra vào phòng. Không đặt bàn thờ bên trong phòng ngủ. Bài vị trên bàn thờ không được đặt quá sát tường, không được để đồ lộn xộn phía dưới bàn thờ, không để đèn chiếu sáng rọi vào phía bàn thờ. Trên đây là một số lưu ý khi lựa chọn bàn thờ theo hướng, tuổi, kích thước, lỗ hợp, phong thủy. Hãy chú ý tới điều này để vừa làm đẹp cho ngôi nhà của bạn, vừa thể hiện lòng tôn kính của chính bản thân bạn với tổ tiên. Quý vị thân mến, bàn thờ được coi là nơi kết nối tâm linh giữa thế giới vô hình với người trần, giữa tổ tiên với con cháu và luôn được đặt nơi trang trọng trong nhà. Vì thế, chất liệu làm bàn thờ từ xưa đã được chọn hết sức cẩn thận, như phải chọn đúng loại gỗ đáp ứng nhu cầu là gỗ quý thơm, bền chắc, dùng lâu dài. Vậy, đó là những loại gỗ nào? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Khi mua bàn thờ, loại gỗ đầu tiên mà ta nghĩ đến thường là gỗ mít. Nhưng theo truyền thống, có tới 8 loại gỗ thường dùng để làm bàn thờ. Và tất nhiên, mít chưa phải là loại gỗ tốt nhất để làm các đồ thờ cúng. Trong những năm gần đây thì khí hậu thời tiết thay đổi càng ngày càng trở nên khắc nghiệt. Do vậy, các vật dụng bằng gỗ tự nhiên càng trở nên khó bảo quản và chống co ngót cong vênh hơn. Đối với đồ thờ là các vật dụng tâm linh thì từ xa xưa cha ông đã lựa chọn rồi vàng tâm, gỗ mít để làm. Thực tế hiện nay thì người ta có nhiều lựa chọn hơn thế. Hãy cùng tham khảo 8 loại gỗ thường dùng để làm bàn thờ, tủ thờ và các đồ thờ cúng. Bàn thờ gỗ thông, đặc điểm: gỗ thông thường được sử dụng làm bàn thờ Thiên Chúa. Gỗ có nguồn gốc từ Thụy Điển, New Zealand, Myanmar, Cambodia và có nhiều loại gỗ như thông ép, gỗ thông xẻ, pallet. Cho nên gỗ thông có ưu điểm là nhẹ, mềm, dễ chạm khắc, rất hay sử dụng làm bàn thờ treo, khả năng chịu lực lớn, độ bám ốc, bám đinh cao và độ hút ẩm cực tốt. Bàn thờ bằng gỗ hương, đặc điểm gỗ hương là một trong những dòng gỗ quý của Việt Nam. Đặc điểm của loại gỗ này là thơm, chắc chắn, nặng và cứng, độ co ngót cực thấp, khả năng chống mối mọt cao.
Bàn thờ gỗ hương luôn đặc biệt và dễ dàng nhận biết vì có màu vàng đỏ, đỏ sậm, màu bền và có những đường vân gỗ rất là riêng. Hơn nữa thì form gỗ to nên ít khi phải ghép gỗ để đóng bàn thờ, tăng cường độ gắn kết, ít bị cong vênh rạn nứt. Cũng vì thế mà gỗ đóng tủ thờ, kệ thờ kích thước vừa và lớn với tuổi thọ cao hàng trăm năm. Mẫu và mức giá. Bàn thờ gỗ hương có thể xem là có giá cao nhất so với bàn thờ cùng loại những nguyên liệu gỗ khác. Tuy nhiên thì giá luôn đi kèm với chất lượng nên các bạn hãy yên tâm. Bàn thờ làm bằng gỗ gụ. Đặc điểm, gỗ gụ cũng được xếp vào một loại gỗ quý của Việt Nam. Gỗ có màu vàng trắng, để lâu sẽ ngả thành màu nâu sẫm. Ưu điểm của bàn thờ gỗ gụ là các đường vân gỗ thẳng tự nhiên, mịn và đẹp. Có hai loại vân là vân núi và vân tom. Bàn thờ gỗ gụ có độ bền khá là cao nhờ khả năng chống mối mọt tự thân của gỗ, độ rắn chắc cũng cực tốt. Tuy nhiên thì gỗ có độ co nhẹ và cần được phơi, sấy, cưỡng bức trước khi đưa vào sản xuất. Mẫu và mức giá. Tùy thuộc vào bàn thờ treo hay là tủ thờ, kệ thờ mà các mẫu bàn thờ gỗ gụ có nhiều mức giá khác nhau, nhưng nhìn chung giá rất là vừa phải, tương hợp với nhiều gia đình. Bàn thờ gỗ vàng tâm. Đặc điểm, ưu điểm của gỗ vàng tâm. Gỗ vàng tâm là một loại gỗ quý không gãy mục, mối mọt, có thể bền bỉ đến hàng trăm năm. Loại gỗ này có mùi hương đặc trưng, thơm, ở rát và hơi ngái ở lõi. Khi thời tiết hanh khô thì cũng không bị biến dạng như nhiều loại gỗ khác. Bàn thờ bằng gỗ vàng tâm thường có màu vàng với vân gỗ tự nhiên đẹp mắt, mang lại cảm giác trang trọng, linh thiêng. Mẫu và mức giá. Gỗ vàng tâm là một loại gỗ quý hiếm nên giá thành khá là cao, chỉ rẻ hơn gỗ hương một chút. Bàn thờ gỗ hương đỏ. Đặc điểm, gỗ hương đỏ hay còn gọi là gỗ giáng hương là một loại gỗ hương vừa quý vừa hiếm, hiện tại còn rất là ít, chủ yếu là từ gốc rễ của cây. Ưu điểm của loại gỗ này là đường vân tuyệt đẹp, thớ gỗ thì mịn, gỗ đặc và chắc chắn. Tơm sớ gỗ rất là nhỏ, gỗ hương đỏ có mùi thơm nhẹ, không bị mối mọt. Theo thời gian thì màu gỗ càng nổi màu đỏ đặc trưng, vân gỗ cũng rõ nét hơn, bền bỉ và đẹp. Gỗ hương đỏ thường được dùng làm tủ thờ, án thờ, rất nghiêm trang và nhìn cực kỳ cao cấp. Mẫu và mức giá. Gỗ hương đỏ là loại cao cấp nhất trong các loại gỗ hương, thị trường lại khan hiếm nên giá khá đắt, dao động khoảng một vài chục triệu tùy kích thước. Bàn thờ bằng gỗ sổi. Đặc điểm, gỗ sổi khá là nhẹ, dễ chạm khắc, dùng làm bàn thờ treo cũng rất là tốt. Bàn thờ gỗ sổi có màu vàng nhạt, đường vân tự nhiên đặc biệt. Loại gỗ này ít bị co ngót, có mùi hương thơm nhẹ nhàng và khả năng chống mối tự nhiên nên không cần phải ngâm hóa chất, độ bền khá cao. Cùng với gỗ hương, gỗ mít thì gỗ sổi cũng rất được ưa chuộng để làm bàn thờ. Mẫu và mức giá. Bàn thờ gỗ sổi giá thành ở mức trung bình từ vài trăm đến vài triệu nên được nhiều người ưa chuộng dùng. Bàn thờ bằng gỗ tràm. Đặc điểm của gỗ tràm là có màu sáng, độ bóng cao, rất dẻo dai và ít bị cong vênh, thích hợp đóng bàn thờ các loại. Cây tràm, một số nơi gọi là tràm bông vàng, keo lá kim, ngày nay được trồng công nghiệp và khai thác cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Đối với gỗ tràm để đóng tủ thờ, bàn thờ, nội thất, tuổi cây từ 15 đến 20 năm, chu vi thân cây, thợ gọi là vanh từ 70 cho đến 160cm sẽ đảm bảo cả về chất lượng gỗ và kích thước để đóng đồ. Do cây sinh trưởng tốt lại được trồng ở quy mô công nghiệp, gỗ tràm có giá tốt bên cạnh chất lượng vượt trội so với các cây công nghiệp lấy gỗ khác, nên việc sử dụng gỗ tràm ngày càng nhiều và phổ biến ở Việt Nam. Hầu như các đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên, nguồn gốc từ trong nước đều có ít nhiều cấu phần gỗ tràm tham gia vào. Lựa chọn bàn thờ, tủ thờ bằng gỗ tràm là một lựa chọn thông minh cho bạn vì sản phẩm có giá tốt, chất lượng tốt, nguồn gốc Việt Nam, phù hợp với hoạt động tâm linh của người Việt. Gỗ tràm có nguồn gốc dồi dào, giá thành rẻ, chất lượng cũng rất ổn. Bàn thờ bằng gỗ mít. Đặc điểm, gỗ mít có lẽ là loại gỗ được sử dụng làm bàn thờ thông dụng nhất hiện nay với ưu điểm vượt trội, đó là có ở khắp các vùng nông thôn Việt Nam, dễ dàng tìm kiếm nên giá thành tương đối rẻ. Đặc điểm của loại gỗ này là khá nhẹ, thích hợp với những mẫu bàn thờ treo, ít bị cong vênh và mối mọt. Khi chạm khắc có mùi hương nhẹ, tựa như mùi gỗ trầm.
gỗ có vàng sang, để lâu có màu nâu sẫm đỏ, vừa tự nhiên lại vừa đẹp. Ông bà ta còn quan niệm cây mít có quả mọc ra từ thân, nên gỗ mít đại diện cho sự sinh sôi đủ đầy. Bàn thờ làm từ gỗ mít được lựa chọn rất nhiều. Được biết, tuổi thọ gỗ mít có thể lên đến 200 năm. Mẫu và mức giá. Bàn thờ gỗ mít hiện nay là loại bàn thờ được sử dụng thông dụng nhất, không chỉ vì chất lượng tốt mà giá cả cũng rất hợp lý, đa dạng về kiểu dáng, bàn thờ treo, tủ thờ, án thờ, kệ thờ, mức giá cũng đa dạng khác nhau. Quý vị thân mến, một bàn thờ gia tiên đúng chuẩn cần tuân thủ những quy định về thờ cúng để không gian thờ cúng trang nghiêm, tôn kính và có thẩm mỹ, đẹp về cả văn hóa, mỹ thuật và có chiều sâu tâm linh, cũng là niềm tự hào của con cháu với tổ tiên. Chúng ta vẫn thường nói với nhau rất nhiều lần, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì thế, mỗi chúng ta không thể lơ là trong việc lựa chọn kích cỡ bàn thờ gia tiên, cũng như là việc lựa chọn gỗ để cho gia đình được cát lành, tài vượng hơn. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi kênh của chúng tôi, hãy đăng ký ngay để nhận được những kiến thức chuẩn về phong thủy chính tông nhé. Mọi ý kiến, thắc mắc, đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.